12 hóa thân yêu ơi, biết nói gì vào giây phút này đây. Bạn và tôi đã nhiều lần thủ thỉ với nhau câu ấy, nhưng biết làm sao khi ta không thể tắt nắng đi, không thể buộc gió lại để chế ngự thời gian. Biết làm sao khi chúng ta ai rồi cũng phải trưởng thành, dù yêu đến cháy lòng vẫn không thể sống mãi thời áo trắng. Bạn bè ơi, nếu có thể chúng mình đừng đi nữa, hãy cùng nhau ngồi lại chỗ này. Nhưng không được nữa rồi, chỉ ít ngày nữa thôi, chúng ta đã là cựu học sinh chuyên Lê Quỳ Đôn, là vĩnh viễn rời xa những ngày tinh khôi áo trắng. Hãy trao nhau thật nhiều yêu thương, nếu có dần hơn thì tha thứ cho nhau hôm nay đi, vì ngày mai sẽ không là hôm nay nữa. Khóc với nhau đi, cười với nhau đi, giây phút này sẽ là thời khắc đẹp đẽ nhất. Có một tiếng ve suốt một thời không ai hay, chỉ đến lúc đứng cạnh nhau mới thấy buồn đến thế. 12 năm ve kêu như thành lề, bước đi không đành, nguệch lại còn buồn hơn. Xưa cứ trách bằng lăng tìm đâu đâu, giờ mới thấy hoa có màu nỗi nhớ. Tìm miên man, tìm từng hơi thở của mùa thi mỗi lúc một gần. Có người bạn đến phút cuối mới thành thân, có mái tóc giờ chia tay mới biết mình rất nhớ. Trang lưu bút, có bài thơ chép rồi mà vẫn sờ, ngày ngùng đưa hồi hộp đời chợt thở phào. Chia tay nhé, mùa hạ mà bọn mình đều bỗng lớn, chẳng nói nhiều mà hiểu biết bao nhiêu. Còn gặp lại, nhưng mùa hè không ở lại, thì mới thành kỷ niệm thân yêu. Nắng cứ đổ cho sân trường bốc cháy, nước nở nghẹn ngào giọt nước mắt chia ly. Mái trường ơi, còn thể nói được gì, hết thật rồi tuổi học trò. Giây phút chúng ta chia xa, thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại. Mình phải trải qua, bạn đừng khóc mà. Bọn mình sẽ lớn, sẽ đi trên những con đường mới. Là chưa hôm nào đến lớp sớm như hôm nay, trời nắng nhẹ, em đêm gió súng khó nói chi biết nhìn ngẩn ngơ. Nếu ta áo dài bay bay sẽ rất buồn và sẽ hận hồn. Sau hôm nay ta cách xa rồi, đến bao giờ được thêm một lần chờ nhau thong dong trên chiếc xe đạp. Trước giây phút chúng ta chia xa, để mình được sống trọn vẹn khoảnh khắc thiêng liêng lúc này. Để đừng quên lãng, để đừng phai nhạt, để lần cuối ta bên nhau sẽ kéo dài mãi mãi. Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa.
và chúng ta cũng đã hoàn thành 3 năm học ở trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Qua 3 năm học thì rất là vui vì các em đã tiến bộ rất là nhiều. Thời gian cũng đã sắp hết rồi, thì chúc các em thi Trung học Phổ thông đạt kết quả cao nhất, lựa được chọn được trường đại học và mình cảm thấy ưng ý và ngành mà mình đam mê nhất. Mong các em hãy cố gắng học tập, phấn đấu trở thành những người có đạo đức tốt, sử dụng tốt ngoại ngữ, làm việc chuyên nghiệp và sau này sẽ trở thành những người có ích cho gia đình và xã hội. Còn khoảng 2 tháng nữa là lớp mình là ai cũng đi học, ai cũng có được có những ước mơ, có những môi trường mà mình luôn muốn đạt được. Tao chỉ chúc mọi người là cố gắng, ai cũng đầu được nguyện vọng 1, ai cũng vào được môi trường mà mình mong muốn. Đó là mọi điều tao muốn nói. Vâng, tao yêu cái lớp không? Tao yêu cái lớp. Lúc đó mình vô thì mình đã sợ. Mình sợ mình không kịp được bàn, mình cũng phải lo vào cuộc học sinh xuất sắc. Nhưng mà khi vô thì mình cảm thấy rất hạnh phúc và không hội nhận khi học ở trường này, ở cả lớp này. Chắc thứ mình cảm rất cảm ơn là chén với là cảm ông thái bà này giúp mình rất là nhiều.
Con xin lỗi đi ạ. Không có lạnh nhưng mà vừa làm tóc không kim được đâu mà. Thật sự cảm ơn thầy và cảm ơn thầy của lớp 12 hả? Các bạn, sau kỳ thi sắp tới sẽ nhận được điểm cao cho thi vào trường đại học mà mình mong muốn, sau này sẽ thành công. Còn lớp thứ hai mình muốn nói với một bạn và chắc các bạn đã biết rồi. Ai cũng biết. Không biết. Cách đây mấy ngày thì mình có nhắn với bạn là bảo đang chuẩn bị những lời mà nói với mình ngày hôm nay. Rồi bây giờ quên hết rồi. Thật sự là rất là buồn vì phải xa bên. Nói răng rồi cũng nói thì lớp mình không vui, nhưng mà tình cảm cũng có. Cuối cùng thì cảm ơn bé, 3 năm vừa qua đã cùng nhau tạo thêm một cái lớp mẹ hóa. Đầu tiên học giỏi, cũng vui vẻ, hòa đồng. Vâng, thằng Bá là với những người mà không thân lắm ạ. Thì học 3 năm vẫn thể tránh được cái cảm giác là ghét nhau, không thích nhau. Đến tên sáng ní thì cái cảm giác nó vẫn còn, tối ní vẫn còn, không thể thay đổi được. Nhưng mà dù rằng là vẫn học cùng nhau là 3 năm cấp 3. Thì sau này nếu có gặp lại trên đường thì nhớ cho nhau một câu, nếu không thể rủ nhau đi chơi được. Cảm ơn vì mọi người lắng nghe. 3 năm cấp 3 thì tao phụ thân là tính tao cũng không được thoải mái cho lắm. Và số lượng người mà tao không thích thì trong lớp mình số lượng người tao không thích thì nhiều hơn rất nhiều lần số lượng người mà tao thích. Thế nhưng mà đến bây giờ thì tao nghĩ là mọi khúc mắc có thể bỏ qua được rồi. Nó nói đưa giá cao lớp mình không đáp ứng được. Nó tao luôn sẽ luôn tìm những cái giá phù hợp hay là những thứ tốt nhất cho lớp mình. Dù chỉ kiểu đối với các bạn như thế nào thì tao cũng đã cố gắng hết sức. Cảm ơn các bạn.